lên sóng cho quý vị anh chị một em xe nhập khẩu nhưng mà giá tiền bỏ ra lại chỉ có hơn 300 thôi mọi người nhé. Đây là một em Mitsubishi Atrex sản xuất 2020 và showroom bên em có địa chỉ là 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Khi mua bán bên em thì mọi người đều có bằng cam kết bằng văn bản nên là các bác mua bán thì đều có thể yên tâm mua bán nhé. Và không chỉ là bán xe, bên em còn có xưởng dịch vụ service ngay bên cạnh luôn. Nên quý vị anh chị cân đối cụ thể với chiếc xe nào thì cũng đều được phục vụ đầy đủ hết. Với phiên bản 2020 này thì chiếc xe đây mọi người có thể nhìn thấy là em đã tân trang một bộ dàn phay, mâm lốp của em nó rất là cá tính rồi mọi người nhé. Chúng ta đã sở hữu ngay một chiếc xe với form dáng của đời 2021 luôn rồi. Đó, nên bác nào mà liên hệ trực tiếp với em để chốt xe, chiếc xe này thì rất vừa là rẻ hơn so với xe mới được hơn 100 triệu này, mà chúng ta lại sở hữu chiếc xe với form dáng mới nhất bây giờ. Tiếp tục của em đi chuyển đến phần đuôi xe. Thì mọi người có thể nhìn sơ qua cho em phần đuôi xe đây, các đường nét, để em sẽ mở phần cốp cho mọi người. Ở phần đèn thì mọi người có thể nhìn thấy là phần đèn thiết kế rất là to bản mạch lạc mọi người nhé, to bản mạch lạc. Và với chiếc xe này thì mọi người có thể khoang chứa đồ để được rất là tối ưu luôn nhé. Đây các bác có thể nhìn sơ qua này, khoang chứa đồ. Với chiếc xe này thì mọi người sẽ đáp ứng được rất là nhiều nhu cầu từ gia đình. Này, thiết kế ở rất là kỹ luôn mọi người ạ. Đúng là xe nhập nó cũng có cái sự khác biệt. Lốp dự phòng trên xe thì vẫn còn mọi người nha, còn rất là mới luôn đấy ạ. Mời mọi người di chuyển cùng em đến tiếp tục khu vực khoang nội thất và xem là cái không gian ngồi của chiếc xe nó sẽ còn dài rộng như nào nhá. Vì em nó là phân khúc sedan hạng B mọi người nhá. Sedan hạng B nên là ngồi rộng rãi ngang với cả những chiếc xe như Accent hay là City mọi người nhá. Giá tiền của em này chỉ bán ở mức giá hạng A thôi, hơn 300 thôi, có khi còn rẻ hơn cả hạng A mọi người nhá. Đó, thế là bác nào mà có lựa chọn thì rất là đáng để mọi người cân đối nhé. Đó. Mà lại còn được xe nhập khẩu. Về option trên xe thì chúng ta có thể nhìn thấy đầu tiên đó chính là những thiết kế cơ bản nhất trong phần giải trí này. Đó, mọi người nhìn chơi qua này. Ghế da thì còn như mới rồi, đã có cruise control và đàm thoại rảnh tay rồi, rất là đầy đủ nhé, start top nữa. Xe không hề thiếu tính năng nào cả mọi người ạ. Có một cái điểm để chê thì chắc chắn là có thể chê là động cơ của em nó chỉ có 1.2 mọi người nhá. Nhưng tuy nhiên thì đối với cái nhu cầu sử dụng ấy, thì em thấy là mọi người đi em thấy đi khá là chắc chắn đấy. Và nếu mà mọi người đã trải nghiệm lái rồi thì hãy comment phía dưới nhá. Đây, mọi người xem qua máy móc của một chiếc xe nhập thì em nó sẽ như thế nào nhá. Đó, muốn quay cận cảnh hơn ở khu vực nào thì hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline. Đấy, mọi người quan tâm cụ thể hơn thì hãy alo trực tiếp để chốt xe. Và hiện nay em đang bán mức giá là hơn 300 thôi, 300 mầm non một chút thôi. Nên mà mọi người cân đối cụ thể thì liên hệ trực tiếp với em trên số hotline nhé. Xin chào mọi người.